Cô chào tất cả các con. Tiết học lịch sử hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài học Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước, trường học thời Hậu Lê. Sau đây cô và các con cùng nhau đi tìm hiểu bài học. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua. Tháng 4 năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Thăng Long, đặt lại tên nước là Đại Việt. Nhà Lê trải qua các đời vua, nước Đại Việt ở thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông năm 1460 đến năm 1497. Nhà Hậu Lê được thành lập vào năm 1428. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long. Triều đại này gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàng lập ra từ thế kỷ thứ 10 gọi là Tiền Lê. Đây là Lê Hoàng, vua của nhà Tiền Lê. Và đây là Lê Lợi, vua của nhà Hậu Lê. Đây là cảnh triều đình vua Lê, bức tranh cổ. Vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là tổng chỉ huy quân đội, bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành thiện, lập ra các bộ, các viện. Đây là thời Hậu Lê. Và để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì? Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã vẽ bản đồ Hồng Đức và ban hành bộ luật Hồng Đức. Bộ luật Hồng Đức là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta. Bộ luật Hồng Đức có tác dụng như thế nào đối với việc quản lý đất nước? Bộ luật Hồng Đức là công cụ giúp vua Lê cai quản đất nước, củng cố chế độ phong kiến, phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Chúng ta rút ra một kết luận. Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lý đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. Các con đọc thầm sách giáo khoa để trả lời vào phiếu học tập sau. 1. Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào? 2. Những ai được vào học ở quốc tử giám? 3. Nội dung học tập để thi cử ra sao? 4. Chế độ thi cử thời Hậu Lê thế nào? Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học, đó là dựng lại quốc tử giám, xây dựng nhà thái học, mở rộng trường công. Và những ai được vào học ở quốc tử giám, đó là con cháu vua quan và con em thường dân học giỏi cũng được vào học. Vậy nội dung học tập thi cử cho sao? Đó là học nho giáo của Khổng Tử. Học sinh phải học thuộc lòng những điều nho giáo dạy. Và chế độ thi cử ở thời Hậu Lê là 3 năm có một kỳ thi hương ở các địa phương và thi hội ở kinh thành. Ai đỗ kỳ thi hội được dự kỳ thi đình để chọn tiến sĩ. Dạ, giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ. Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước. Đây là bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ở nơi này lưu lại những tiến sĩ của đất nước chúng ta thời bấy giờ.
Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Các em hãy đọc kỹ lại bài, sau đó có thể lên mạng để chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng cho chúng ta thêm nhiều kiến thức. Cô xin chào. Nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long xưa, nay thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của văn hiến và trí tuệ Việt. Với bề dày gần 1.000 năm, đây được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Trong thời kỳ phong kiến, nơi đây đào tạo hàng nghìn bậc đại khoa hiền tài cho đất nước, góp phần hun đúc nên truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ hai, đời vua Lý Thánh Tông, để thờ các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho. Đồng thời, mang chức năng của một trường học hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Cản Đức, con trai của vua Lý Thánh Tông. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, với vai trò là trường học dành riêng cho con vua và con của các bậc đại quyền quý trong triều đình. Năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, mở rộng và thu nhận cả con các nhà thường dân có học lực xuất sắc. Đến đời vua Trần Minh Tông, nhà giáo Chu Văn An được cử làm quan Quốc Tử Giám tư nghiệp và thầy dạy trực tiếp cho các hoàng tử. Năm 1370, sau khi ông mất, vua Trần Nghệ Tông đã cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử. Năm 1785, vua Lê Hiển Tông đổi Quốc Tử Giám thành nhà Thái.